Chào các bạn, hôm nay tôi rất vui, rất hân hoan được gặp các bạn để chia sẻ những trải nghiệm mình có được về bông hoa cây cảnh. Hôm nay tôi chia sẻ về cây sứ, trồng cây sứ. Cây sứ này nó bị mềm cũ rồi, tôi đã treo lên được nửa tháng, được khoảng hơn 2 tuần. Giờ nó cũ, nó cứng lợi rồi. Giờ tôi tiến hành tôi trồng vô cái chậu này. Các bạn muốn biết cái sứ mềm cũ rồi, các bạn thăm chừng đó. Thấy mấy cây sứ khác mà nó phát triển tốt, tôi phân tôi nước rồi phát triển tốt, mà còn cây sứ đâu có 1-2 cây nó không phát triển, cái lá nó cuốn cuốn lại rồi. Phải coi chừng, coi chừng cái củ nó có mềm không, nhổ lên xử lý, treo lên. Giờ tôi treo lên rồi, bây giờ tôi tiến hành tôi trồng. Nhổ có ngâm gì không? Ngâm nó anh viên một lần 1 lít nước, 1 cc 1 lít nước. Rồi lúc đầu thì treo phơi nắng một nắng thôi, rồi treo trong chỗ mát, đúng anh viên rồi treo chỗ mát. Rồi tiến hành tôi trồng. Lót nó một lớp vỏ trấu cho thoát nước. Lỗ thoát nước mình chêm nó cục đá, thủy than. Lớp vỏ trấu. Mình xử lý, mình treo là mình phải trồng hỏng lên, trồng cao lên, chứ không có được môi dưới này trồng nó bị úng trở lại. Lót một lớp vỏ trấu. Vỏ đậu phộng cũng được. Rồi mình trộn phân hữu cơ vô. Đây là phân hữu cơ trộn sẵn rồi nè. Cho thêm miếng trò trấu. Trò trấu này đã ngâm rồi, vớt lên. Ngâm có 10 bữa. Ngâm 10 bữa nữa, tháng tháng cũng được. Vớt lên cho nó ráo rồi, trộn. Trồng để hỏng nó lên, không có môi, không có môi gốc rồi để xuống, mà trồng để hỏng lên rồi. Lát mình rải lên một lớp phân nữa, hỏng nó ngã lên ngã xuống, rồi mình cột dây lại, dây mình cột vòng vòng. Cột dây vòng cái chậu nè các bạn, cột dây vòng cái chậu, mình cột sợi dây bên đây, này nó mình gạch qua. Giữ cây sứ đừng nghiêng, đừng có ngã thời gian thôi, rồi mình cũng tháo dây chứ mình không có để. Chàng dưới. Rồi còn sao mà giữ cái cây sứ nó đừng có lật thôi à. Rồi thời gian cây sứ nó bám rễ, chặt mình tháo dây.
đó, mình giữ cho cây sứ đựng lực. Hôm nay gịch qua bên kia gịch lại là nó không có ngã cây sứ. Sứ chặt nó không có lật. Cột còn 4 bên hoặc là 6 bên cũng được. 3 bên cũng được, nó chặt là thôi. Giữ cây sứ sao mà gió nó đừng có lật thôi các bạn, mà mình cột vậy rồi gió không lật được. Bên đây gịch quá, bên kia gịch lại đâu có lật được. Mình bỏ phân thêm. Trồng xong rồi để trong mát. Để nó xèo nó lật trồng, để xích hoa kia. Xích hoa kia. Trồng xong mình để trong mát. Nắng rọi chừng 9 giờ. Mới đồng là nắng rọi 9 giờ 10 giờ là che lại. Lần lần để cho nắng trăm trăm. Mới đầu từ 10 giờ che. Giờ mấy bữa bông bữa 11 12 giờ che. Rồi là cái 1-2 giờ che, sau rẫy luôn, để cho sứ nó quen từ từ. Nó quan trọng vậy rồi bây giờ các bạn tưới nước. Tưới ít để cho mát không? Tưới cũng cho nó ngập. Rồi mai mốt làm 3 lần vậy rồi các bạn tưới nước bình thường. Lúc đầu thì tưới nước ướt đi, để cho nó rễ nó bám vô cho trấu rồi, vỏ trấu rồi đó. Nó bám vô rễ nó mau phát triển. Trồng trong tưới nước thêm bóng râm, thêm đôi bóng râm để, hoặc là để ngoài này rồi phải lấy đồ che, nó chịu nắng sáng vài tiếng thôi rồi che lại, như nãy tôi chia sẻ đó. Là xong rồi mình tưới nước nữa, cái nữa là để trong mát. Để trong mát. Cái này cũng gia cố nó lại. Cậu cho nó đứng lại. Cái này nó cũng lung lơ. Cột cứng lại luôn.
sữa sẽ đứng lên. Rồi xong rồi, bây giờ tưới nước. Bỏ phân thêm không? Bỏ phân thêm đó thêm. Giờ tưới nước. Tưới mình đun vô mát hả? Tưới giờ kêu vô mát. Chỗ phải thoát nước tốt các bạn, tưới lên luôn. Hôm nay bỏ quá trời lâu. Hôm nay khoảng 20 ngày rồi. Giờ mình tưới nước cho đậm cho nó mau bén rễ. Phần ở dưới cho nó bó lại rễ mau bén. Tưới cây kia luôn. Các bạn tưới vậy rồi 3 ngày sau các bạn cũng tưới như vậy nữa, làm 3 lần như vậy thì các bạn tưới lại bình thường. Lúc đó rễ nó đã bám vô đất rồi, bám vô chất trồng rồi, chăm sóc rồi nó sẽ phát triển. Vậy là xong rồi các bạn, cô cháu tưới qua cây này. Đồng thứ đó xong. Chào, vô mát ha. Chào các bạn, cảm ơn các bạn.